vào và bên phía Hoa Tiến phát bóng trước các bạn. Và người phát bóng của Hoa Tiến là lại là Tiến Văn Phương. Anh em cùng xem Tiến Văn Phương thể hiện những phát bóng đổ sân tại giải Rồng Minh Hóa năm nay. Có một vận động viên thứ bảy cực kỳ dồi dào năng lượng. Đức Thuận, bóng còn, bóng còn, Đức Thuận, rất gay cấn và hồi hộp các bạn. 2-1 cho Trung Hoa. 2-1 này các bạn ơi. Ngay trong những pha bóng đầu tiên rồi chúng ta đã thấy được sự hấp dẫn ở giải đấu này. Một đội bóng Trung Hoa đang đi tìm những của chúng ta. Một tốc lên Vương, bắn trương. Và pha chắn thành công của Lý Văn Trường. Tốt, Việt
Đức Tuấn, đá bóng ba chân thành công.
Messi. Chưa được, bóng còn. Thể thao và các trò chơi dân gian nằm trong khuôn khổ của tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hội rằm tháng 3.